Ngày 12 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt xóa sới bạc lớn, bắt quả tang 142 đối tượng tại thôn Phú Thượng 1, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà. Tang vật thu giữ gồm 8 con gà chọi, 5 bảng dùng để ghi kèo cá độ, nhiều ô tô, xe máy, điện thoại di động. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 4 đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức sới bạc này là Nguyễn Văn Tiến, tức Tiến Lít, 35 tuổi, Nguyễn Chí Thành, 46 tuổi, cùng trú phường Trường Thi, Đỗ Đức Thiện, 38 tuổi, trú phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa và Nguyễn Đình Tú, 28 tuổi, trú xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa. Ngày 12 tháng 7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an các địa phương và cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ Hồ Ngọc Sao, 37 tuổi và Nguyễn Văn Thế, 28 tuổi, cùng trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 5, trong khi ngồi uống bia tại một quán nhậu ở xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, anh H, 43 tuổi, trú xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên và một số người có mâu thuẫn với hai thanh niên xã khác. Anh H bị hai thanh niên này chém, đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau một thời gian điều tra xác định, hai đối tượng gây án là Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế. Tuy nhiên, hai người này đã vượt biên theo đường tiểu ngạch sang Campuchia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp đồng bộ, lực lượng công an Việt Nam và cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã bắt giữ được Sao và Thế. Ngày 12 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây chuyên tổ chức sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn do Quách Ngọc Giao, sinh năm 1968, ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Giao đang vận chuyển một thùng cát tông, bên trong có chứa 300 hộp tân dược Fugaka đi giao cho khách. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giao, kho chứa hàng và 19 điểm sản xuất tiêu thụ tân dược giả ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang. Công an phát hiện số lượng lớn tân dược với các nhãn hiệu nổi tiếng, chuyên dùng để điều trị các bệnh tim mạch, viêm đường hô hấp, huyết áp. Truy xét, công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua nguyên liệu thuốc từ các công ty dược Việt Nam sản xuất, sau đó về thay đổi bao bì, tem, nhãn thuốc thành các loại thuốc ngoại nhập để bán ra thị trường với giá cao. Sau khi sản xuất xong, các đối tượng vận chuyển thành phẩm về kho chứa hàng để tiêu thụ. Tổng trị giá tang vật thu giữ ước tính hàng chục tỷ đồng. Ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai đối với công ty cổ phần Thắng Đạt số tiền 590 triệu đồng, phải nộp lại số lợi bất hợp pháp 706 triệu đồng. Cụ thể, trong thời gian khai thác khoáng sản tại huyện Đơn Dương, công ty cổ phần Thắng Đạt đã chiếm 3.846 m² đất ngoài lâm nghiệp do địa phương quản lý, chiếm 1.307 m² đất rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đơn Dương quản lý, sử dụng 9.367 m² đất tại thôn Búc Ca Bang, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương trong gần 4 năm để khai thác sát gạch ngói nhưng không hoàn tất thủ tục thuê đất. Đơn vị này cũng không lập đầy đủ sổ sách, tài liệu liên quan để xác định số lượng khoáng sản khai thác thực tế các năm 2020, 2021 và 2022. Không lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan. Không lắp đặt trạm cân tại vị trí, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ. Khai thác không đúng thông số của hệ thống khai thác. Ngoài ra, công ty cũng lập báo cáo, thống kê, kiểm tra trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực mỏ các năm 2020, 2021, 2022, không đầy đủ thông tin, lập bản đồ hiện trạng mỏ, bản vẽ cắt ngang mỏ năm 2022 sai so với thực tế. Các hành vi trên bị xử phạt 590 triệu đồng. Quyết định xử phạt còn đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 6 tháng và yêu cầu công ty nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính 706 triệu đồng, khôi phục lại hiện trạng ban đầu và trả lại những diện tích đã chiếm. Ngày 12 tháng 7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một nữ bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh tẻ. Người nhà bệnh nhân cho biết sáng cùng ngày, bệnh nhân có ăn bánh tẻ do con trai mua cho. Sau ăn khoảng 2 giờ, bệnh nhân bắt đầu thấy đau bụng âm ỉ, quặn cơn, buồn nôn, nôn nhiều, kèm đại tiện phân lỏng nước. 4 tiếng sau ăn,
bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt lả, lơ mơ, da tím tái, tụt huyết áp. Bệnh nhân được cấp cứu ngay tại bệnh viện tỉnh và sau chuyển bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, gan, thận, phổi. Sau khi được các bác sĩ hồi sức và chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã hồi phục và không để lại di chứng. Chiều ngày 12 tháng 7 tại Trung tâm Thương mại Central World, Bangkok, Thái Lan, tập đoàn Central Retail, bao gồm thương hiệu Top Market, Family Mart, Go, siêu thị Lan Chi, Big C, đã tổ chức sự kiện quảng bá trái vải thiều Việt Nam tại thị trường Thái Lan nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng tại nước này. Theo đó, tập đoàn Central Retail đã xuất khẩu lô hàng 3 tấn vải thiều vào hệ thống siêu thị Top Food Hall Thái Lan. Hiện tại, vải thiều được bán tại Thái Lan với giá 259 baht một hộp, tương đương 173.000 đồng một ký. Theo ông Oliver Langlet, tổng giám đốc Central Retail Việt Nam, vải thiều Việt Nam được biết đến là loại vải ngon nhất trên thị trường thế giới. Thông qua sự kiện này, tập đoàn muốn tăng cường quảng bá vải thiều tại Thái Lan và tiến đến xây dựng một thị trường ổn định để tiêu thụ quả vải thiều tại nước này.